Ok. Ta-da, phiên bản UV Mom nhà em về phiên bản cú sù và khủng long. Yeah. Với kinh nghiệm là mẹ bỉm hai con thì mình đánh giá UV Mom phiên bản 120ml rất phù hợp với các bé sơ sinh. Bình UV Mom bây giờ thì chắc hẳn đã là thương hiệu Hàn Quốc quen thuộc với rất là nhiều mẹ bỉm sữa. Với phần núm ti rất là mềm này, nhiều họa tiết xinh xắn mà giá thành lại cực kỳ vừa tiền. Tuy nhiên thì UV Mom lại thuộc dòng bình có tốc độ chảy khá là nhanh, phù hợp cho những bé có sức ăn tốt. Thế nên nhiều mẹ tập đầu lo lắng rằng không biết con nên dùng UV cho bé sơ sinh hay không, cũng hay như là UV sơ sinh thì nên chọn size núm nào cho bé. Giải đáp những thắc mắc này thì mới đây UV cho ra mắt phiên bản bình tiny 120ml thôi, rất là nhỏ xinh, đi kèm với cả núm ti size SS. Đây hiện là size núm nhỏ nhất dạng một tia sữa có tốc độ chảy vừa vặn hơn với sức bú của các em bé sơ sinh Việt Nam. Trước đây thì các bé sơ sinh sẽ sử dụng phiên bản 200ml kèm với núm S, nhưng mà một số bé dùng núm S bị nhanh thì với phiên bản 120ml kèm với cả núm SS như thế này thì sẽ phù hợp hơn để làm bình cho các bé sơ sinh Việt Nam nhé.